Thưa quý vị, ngày 25 tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ bám trụ ở Kiev trong khi lực lượng Nga đang tiến vào thủ đô. Nga triển khai đợt tấn công bằng đường bộ, đường không và đường biển vào Ukraine sau tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin ngày 24 tháng 2. Khoảng 100.000 người dân đã bỏ chạy khi tiếng nổ và tiếng súng vang lên ở nhiều thành phố lớn. Vài chục người được báo cáo là đã bị giết hại. Giới chức Mỹ và Ukraine cho rằng Nga sẽ khống chế thủ đô Kiev và lật đổ chính phủ sở tại. Ngày 24 tháng 2, nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở phía bắc Kiev đã rơi vào tay quân Nga. Nhà máy này nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Belarus đến thủ đô của Ukraine. Tổng thống Zelensky cho hay ông bị coi là mục tiêu số một, còn gia đình ông là mục tiêu số hai. Ông cáo buộc phía Nga muốn phá hủy Ukraine về chính trị bằng cách loại bỏ nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky khẳng định mình và gia đình vẫn sẽ ở lại thủ đô. Ông Zelensky hôm nay cho biết đến nay đã có 137 binh lính và dân thường Ukraine bị giết hại Ngoài ra, còn hàng trăm người khác bị thương. Washington và các thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã gửi quân viện trợ cho Ukraine, đã gửi viện trợ quân sự cho Ukraine, chưa có động thái nào về việc điều quân đến hỗ trợ lực lượng Ukraine vì lo ngại những xung đột lan rộng.